nay làm gì em ăn? Làm món gì? Ủa chưa tối mà. Sắp tới rồi. À làm từ đây tới tối có ăn phải không? Hello, chào tất cả mọi người nha. Bữa nay clip này thì tụi mình làm bữa tối. Chiều tối. Cuối cùng chiều hay tối hay là sắp tối hay chiều tối? Năm mấy 6 giờ nói vậy đó. Ừ. Ra đó ngồi chầm hổm đó rồi kiếm mình ra. Nói chung là sai đó. Làm xe sơn, trứng, lan, bánh mì rồi. Có thịt bò nữa rồi. Mì trứng nha, trứng gà. Bánh mì. Ổ chả lửa luôn. Ăn hết bốn ổ không anh? Cà. Anh. Cà chua, khoảng dưa leo. Bốn ổ này, hồi caramel này hết bốn ổ rồi coi nè. Trời ơi, đập trứng lấy dao, trời ơi. Trời ơi, quất cái trứng thả xuống vậy đó, ta để nhẹ nhẹ ông ơi. Một pha chiên trứng rất là cồng kềnh. Chiên làm sao hồi cá mà nó... Cá nó nhảy ra đây hết đi. Ở đây đũa đó. Không có nắp, làm biến lấy á. Làm biến kiếm lắm. Bây giờ nè, anh để yên nó giùm em đi, là anh làm được, anh đừng có trộn nó hoài. Một hồi nó vàng rồi anh chở dễ hơn. Đúng không? Đầu bếp gì đâu, việc cục như trời. Không phải đầu bếp mà mình phụ bếp. Không, cái kiểu mà dạng như á, đứng quay phim bởi vì giờ bắt đứng, bắt ngồi đây chân chứng. Nếu mà mình không quay thì mình vô mình làm sao? Mọi người làm hai đời thì nấu nướng hay cho caramel làm, mình quay kiểu mình quay, mình đâu phải là đầu bếp đâu, mình phụ bếp. Ủa em cũng đâu phải đầu bếp đâu. Này mình bắt mình nấu rồi. Đúng ra làm có cái clip này đâu, tại vì làm miếng nấu đó, cầm máy quay đi cho ông nấu. Làm nhanh lên, lẹ lên. Được cho một trứng. Nó chờ chứ em không lấy là tại vì em muốn để cho anh làm vậy á. Ủa người ta chiên trứng người ta có giá có đồ làm bình thường quá, giờ anh làm gì đi cho khác thường. Khác. Người ta làm có bài bản quá, đâu có gì vui. Bài bản chưa? Ừ. Ngồi chiên. Ồ dưa leo này để đắp mặt được nè. Trời ơi, cái mặt nấu ăn gì nhăn như khỉ gì anh? Lớp
sâu gì á. Đó không dễ. Trứng này hai trứng hay bốn trứng? Ai biết muốn ăn nha, mấy trứng thì chiên mấy trứng. Hai trứng thôi. Bỏ bỏ vô. Trứng hơi nhiều quá ăn hết. Bỏ vô hết đi anh, trời xài chiên lên một lượng luôn, sơ sơ thôi. Thơm lắm. Thấy cái này một hồi mình để cục phô mai vô anh vô bánh mì ăn á anh. Ăn từ từ như bò né á. Sương sương thôi. Ở cái phòng này thú vị lắm nha. Cái bếp á thì để cá mà còn á rồi còn cái bếp thì ra ban công. Đơn giản. Có 7 phút xong. Trời ơi, kêu tôi dẹp nữa chứ đâu. Hay. Chiên được xíu rồi cũng xong mọi người. Đó, được hai cái trứng. Hai trứng gà với thịt bò. Giờ caramel đang gọt dưa leo. Nay bữa nay không chịu vô clip mọi người. Ngồi né né thôi. Biết sao không? Tại em cầm dao. Biết thừa nữa. Tại em cầm dao gọt dưa leo nè, chứ để dưa leo nó tự động cắt đôi cho được. Nay không biết sao tự nhiên mắc cỡ gì nữa. Không chịu vô clip luôn của mình à. Nó cả là nhiều. Đây làm tấm hình chụp hình nail à. Bánh mì. Có em nữa nha. Cái tường. Anh riêng không? Cái đó đem chấm á, anh bỏ vô cái miệng cắt đi. Anh ăn một ổ chấm nó ấy đi. Không, anh cắt ra. Nhét vô bánh mì luôn hả? Ừ. Nhét, nó nhét chấm ngoài thì kia ta nhét vô bánh mì. Nhét đi, nhét chấm, nhét nhét đi. Gặp nguyên ổ mới vui. À, chấm vào. Và em viên qua không? Chờ. Ít ít rồi. Đừng ở đúng không? Ừ. Đừng có gạo xịt 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 ít thôi là được. Đố ai thấy tươi. Sao thấy em được? Ủa con chim đồ ra đổ vậy? Ở đâu ăn bữa đâu? Em bóc mà. Bóc mà. Rồi bóc đây. Em không dạy người đừng. Em hiểu bây giờ thì sao em nấc cao rồi đó. Mời mọi người à. Cũng như bọt à. Bọt dưa leo. Đây dưa leo mua những cái dạng. Dạng em đó. Nó hột không à. Nãy mới mua dưa leo rồi, hơi già. Nãy mà nói mua này về để đắp mặt nữa đó. Là nãy chạy chạy vô chợ rồi cái lỡ chạy ngang mấy cái sạp bự, mấy cái sạp bự bự á. Ừ. Lỡ chạy ngang cái hút cái làm biến ngoài lại thấy đông xe quá làm biến ngoài lại
Trời, lúc lên tới lần này luôn mới thấy có cái sạp nhỏ nhỏ á, rủ vô mua luôn. Vô thấy là phải thấu rồi lấy đại rồi hai trái còn ngon chưa lấy đại. Dạ quá học không có ăn. Em ăn chay hả? Ăn chay sao trời, ăn bánh mì không à? Mình chấm bánh tương. Buồn nữa rồi. Cho biết thật đi. Còn biết tự nguyện cho nó ở đó. Tưởng là ăn chay chứ. Ăn chay là ăn với chay hả? Mình chà bá lửa luôn. Đố em bỏ anh này một bánh này mà ổn bao nhiêu tiền? 3.000. Trời đố mặn hả? 5.000. Trời đố mặn hết giá. 5.000 ổn. 3.000 là nói chơi chứ vui, biết sao không? Nhìn anh thì ghét. Giống như anh bán 5.000 trả giá 3.000 chứ. Chứ bữa em có mua rồi mà. Có bánh mì chút xíu 2.000 à, đâu ra có ngàn. Nói bỏ ghét. Ủa quên cái cà chua nữa. Làm gì vậy em? Bây giờ dạng chuẩn bị tấu hay không? Chào mẹ rồi đi. Anh biết sao mà anh ở đây vậy nè. Bữa nay ngồi ăn phải caramel nha mọi người. Đó. Ngon ngon. Ngon mà không có lên lời luôn. Quá ngon. Nhà ổ bự như là thấy đâu thấy bự dữ vậy, sao giờ đây thấy bự dữ. Nghĩ sao bình thường em có ổ ổ bự là dữ lắm, mua 4 ổ hai đứa. Em ổ là ứ hự rồi. Để bà. Sáng sáng à. Mình cũng đặt ruột cái bọn anh. Không có động. Làm ngọn ổ mà, không có đặt ruột nữa thôi. Phải có thịt luôn ha. 10.000 nữa. Bỏ thêm 10.000 nữa rồi. Tối mình quay vẫn còn thấy sáng. Không có điện.
cái này mới ngon. Mà lúc mà em chưa biết ăn á, lúc nữa xíu luôn, chưa biết lật luôn. Chị hai em chơi mắm này nè. Thế nào cũng làm men hả? Can của bánh mì. Đó, cho ăn của mì lớn mới bươi buộc ăn không. Cho ăn của bánh mì, cho ăn của quay lan. Bây giờ nói sao mà ăn bánh mì là móc ruột ra chứ. Chủ nhật tới nữa kìa. Tới nữa. Tới chủ nhật nữa. Làm gì vậy? Để niệm tình đi ai on hả? Hả? Vi nữa hả? Mày luôn. Vi thì nói chuyện là nó qua đó chị, mà nó không có nói thứ. Mỹ thì nó nói chủ nhật mà nó qua. Không dưới hả? Không dưới ha. Dưới sầu hết. Mà bà Vi chú đi, tại vì nó đâu có nói thứ chắc là của chủ nhật đâu. Nó lấy gì nào không vậy? Có qua quanh nhật mình mới rảnh, những ngày thường rảnh đâu mà tiếp. Mà bình thường thì nguyên chức cửa chơi. Như đứa nào cũng nói qua xong tối nhà không đứa nào qua hả bà chửi. Có. Ủa mà nó nói đâu, nó chắc là qua đâu mà chửi. Nhìn nhào nhào vô cũng thấy cái mặt á. Nhớ cắt khúc đó nè. Hôm qua luôn á. Hồi chiều ngồi coi lướt. Thấy cái trò này nó cũng lâu rồi mà thấy nó quá cười. Tưởng tượng xong mất cười luôn. Mà không biết em dám chơi không? Chơi trò là bình mắt chọn đồ. Tức là bình mắt anh lại. Xong cái em cầm hai cái áo. Cái cho anh chọn. Chọn giá phải. Xong rồi cái bắt đầu áo xong quần xong rồi giày dép gì đó không biết câu chuyện rồi đó,
chọn sao chưa cho thì ai mặc đồ đó. Mà anh chọn đồ của em. Không, sẽ có một áo sơ mi mà cái đồ một cái món nào đó, giống như áo giống như là kiểu con trai mà cũng được được đi, nhưng mà đồ nữ thôi. Mà quên là vậy, như hay áo dây hay này nọ khác thôi, hai quên thôi. Hết xui. Bỏ thì ghê quá. Thôi nhé. Anh chọn chú áo dây. Ủa chú đa xui vậy? Ai biết được. Chưa chơi mà chưa chơi mà sợ rồi. Định cho anh cắt quốc tôi giữ thời trang 1 triệu. Nghĩ hơi mắc cười rồi đó. Là anh tưởng tượng là mặt cái mặt em đi. Ổn chết luôn. Không, bây giờ gì đi. Em đi một kiểu như cái kiểu như không phải đồ dây là được. Không phải đồ dây, không phải là đầm là được cái vậy. Em cũng có áo phung mà. Áo sơ mi cũng có mà. Nhẹ còn đòi nữa. Vui á, chơi đi. Chứ là không có gì quay, không có gì quay, người ta nghĩ cho quay không chịu. Ôi, làm cái nhẹ thôi không? Cái đó là theo nhẹ nhẹ nhất rồi. Thì không phải ăn à, không phải là phạt gì cho chứ cần mặc đồ đúng không? Đi dẹo, dẹo, dẹo thế rồi. Đi. Phải suy nghĩ lại. Nghĩ gì muốn nữa. Vui á. Không dám dám ra lên, không dám đưa bao bọc vô. Rồi bài đặt nữa. Ủa, anh ta bớt mới bể ra, anh sẽ ăn. Theo. Theo, lột trước. Cho biết thật đi. Thôi, ít thôi, thì quá nhanh. Bởi vì ta nói miếng bự miếng nhỏ, cho miếng nhỏ để miếng bự lại ăn. Ăn cho ngon nha. Thèm. Ngon quá. Có thầy được nó bị ngon ha. Bữa nó được với cây mà chưa được với cây nữa mà. Mấy ngàn được lời cái khay à. Năm đó mấy ngàn. Nó vừa chắc chắn mà nó vừa mình vừa sử dụng được, tác dụng được đó. Cái dòng cá mấy cái kia dứt á là nó bán cái gì mà mũ quá á.
nào vợ tướng à. Cái này mốc đổ qua câu được nè. Làm clip là một câu cũng được. Cho con vừa hay cho con hợp hả? Cho con vừa hay là cho con dẻo á? Con dẻo á. Con vừa đi. Con chỉ vừa về lấy nước không? Ừ. Bỏ một câu, một con câu vô. Rồi đều lên. Ừ. Bỏ tủ lạnh. Ủa không đun sôi vậy? Không có đường hả? Có đường chắc có. Không có là, phải nấu lên đúng không? Nấu chứ. Ai biết đâu. Không biết mà đang là anh. Ai mượn? Ủa không? Nó không hỏi mà. Hỏi kỹ gì? Anh đưa vô đáp án luôn, anh hỏi gì nữa. Giờ bỏ nước dừa, bỏ bộ câu xong bỏ tủ lạnh phải không? Ừ phải. Đi ngày mai em làm cái đó cho anh ăn. Phải. Dưỡng heo hay không mà dưỡng heo hết, đổi mì trà bá vậy nè, dưỡng heo không đi về lớn anh tao hỏi hết rồi không phụ nữa ổn em no đi mày mời kim trứng. Tiêm trứng bỏ bánh mì xong cái đi ăn sáng được. Tiêm trứng được đưa anh ăn cũng được. Anh đắm không? Tiêm trứng đưa anh ăn cũng được. Ủa anh có ăn sáng đâu? Mẹ làm anh không? Ủa cô ăn không? Làm ăn. Xong cái qua ngày mốt cái đêm mưa nào cái đi làm cái hôm qua sáng ông chửi sao đói cái gì rồi cũng 10 giờ là bắt đầu đói à. Ừ. đói đúng giờ 10 giờ 10 rưỡi không 10 giờ 10 rưỡi đói nhưng mà 11 giờ rưỡi dạng phải không, nhưng mà tới 11 rưỡi hết đói. 11 giờ hết nóng. Ừ. Gần tới dạng là hết đói à, ngộ vậy. 10 giờ 1 giờ là hết đói, nhưng cái 10 giờ 1 thì gửi bắt đầu tới giờ cơm mới gửi đi mua cơm là xong đây ăn hết nổi. Chứ bà nghĩ giờ làm thì muốn đi ăn đi ăn. Bây giờ đi ăn cũng đã nhiều muốn để đi làm. Vậy muốn mua sẵn cái gì nào đó thì ăn. Giờ chưa mà làm luôn. Lấy nước mì á, dễ, biết nghĩ sao? Nghĩ trước đâu không sao? Nghĩ trước mà không làm. Nghĩ trước là nghĩ trước là có người nói. Nói xong rồi mình mới làm theo. Ừ. Ừ. Mà không nghĩ trước mình đâu biết có người nói. Ừ. Vậy đó. Giao cái tay em. Cắt chữ leo trên anh à. Ừ. Hả?
hơn. Sao chị á? Con dưa leo này già quá. Nó cỡ như là 1.9 mấy ạ. Cầm đầu bụi xanh. Bự gì nói xạo vậy á. Không ăn cơm, không uống rượu, cơm no bụi xay. Thôi clip mình cũng dài mọi người. Mình cũng ăn xong rồi. Giờ mình kết thúc clip nha. Hẹn mọi người những clip sau. Mọi người xem video thấy vui cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình có tinh thần làm những clip vui vui hơn nha mọi người. Bye bye. Hẹn gặp lại clip sau.